Ok, bây giờ anh chuột anh biểu diễn là ảnh là biết lau nhà nè. Đó. Đâu bây giờ muốn lau nhà bằng cây nào? Bằng cây đó phải không? Đó, thấy chưa? Nó lấy cây lau nhà. Rồi đây nó ra nó lau nhà, đó. Ừ, biểu diễn chùi nhà coi. Ừ, lau nhà cho ba coi. Được không? Ừ. Vậy thôi hả? Đâu gì dở vậy? Rồi đi lên nhà coi. Đó, ơi, sao nữa? Kéo ra. Kéo ra. À. Đó, rồi thấy được rồi. Chứ không thôi tối quá không thấy anh chuột. À. Đi vô đây. Cầm cái đâu nhà đi qua đây hướng này nó lên. Ừ. À. Anh chuột nhìn giỏi lắm à, kêu ảnh lau nhà là ảnh lau á. Không còn kêu ảnh cũng tự lau nữa. Phải không?